cho các bạn giới thiệu với các bạn, đây là ba giống dưa hấu mình hay trồng. Một là giống dưa hấu CTV211, là giống dưa hấu dạng thành long trái oval, vốn là 20 gram, giống như công ty chia tay thành xuất. Official bao bì có ghi thông tin về đặc tính giống, giống trồng được quanh năm, thường giống trung bình từ 40-50 gram trên 1 m², thời gian thu hoạch từ 58-60 ngày, ruộng màu đầu xôm, chất lượng ăn rất ngon và ngọt, quả cứng dễ nhai bằng chân xa. Giống thứ hai là cũng là một giống dưa hấu thành long, đó là giống dưa hấu Mỹ lai 1 agri 666, theo gọi là giống dưa hấu sạch Mỹ. Đặc trưng của giống dưa hấu sạch Mỹ là cây sinh trưởng khỏe, kháng bệnh tốt, trồng lần từ 3-6 kg, chất lượng ăn ngon, ruột đẹp, quả cứng chắc, vận chuyển xe tốt, thu hoạch từ 5-6 ngày, thích nghi và phù hợp trồng với quanh năm. Thứ ba là giống dưa hấu lai 1 Apollo 66, là giống dưa hấu dạng hắc mỹ nhân được ưa chuộng nhất hiện tại ở miền Trung. Giống dưa hấu Apollo 66 có ruột màu đỏ son, quả cứng chắc, vận chuyển xe rất tốt, ruột đẹp, đầu ngọc cao, trọng lượng trung bình từ 3.5-5 kg, thu hoạch từ 5-8-60 ngày. Bạn nào mà đặt giống thì liên hệ số điện thoại bên trên màn hình. Còn là cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.